Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4, trang 146-147. Trong xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ học về tỷ số này. Bài giới thiệu tỷ số. Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách. Giờ như mình thấy là số xe tải sẽ là 5 xe và số xe khách là 7 xe. Như vậy là ta nói tỷ số của số xe tải và số xe khách, có nghĩa là mình sẽ lấy số xe tải là 5 chia cho số xe khách là 7. Như vậy là 5 chia 7. 5 chia 7 chính là 5 phần 7, đúng không? Như vậy là tỷ số này cho ta biết là số xe tải sẽ bằng 5 phần 7 số xe khách nhé. Giờ tiếp theo, tỷ số của số xe khách và số xe tải chính là lấy số xe khách chia cho số xe tải, 7 chia 5 nha. 7 chia 5 chính là 7 phần 5. Như vậy mình nói là tỷ số này cho ta biết là số xe khách sẽ bằng 7 phần 5 số xe tải, đúng không? Đó là về tỷ số. Như là tiếp theo, ví dụ 2 tương tự. Ví dụ như là số thứ nhất là 5, số thứ hai là 7, thì mình nói là tỷ số của số nhất và số thứ hai chính là 5 chia 7. Hay là mình nói là 5 phần 7 cũng được. Tiếp theo là số nhất là 3, số thứ hai là 6, thì tỷ số của số nhất và số hai chính là 3 chia 6. Hay là 3 phần 6 cũng được. Như vậy là nếu số nhất là A, số thứ hai là B và B khác không nha, thì mình nói là tỷ số của số nhất và số thứ hai chính là A chia B nha. Hay là A phần B cũng được. Như vậy ta nói tỷ số của A và B là A chia B hay là A phần B và B khác không nha. Vậy như là mình xong phần lý thuyết nha. Tỷ số thì có nghĩa là số này chia cho số kia, hoặc là phân số này trên số kia, đúng không? Vậy như vậy mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nhé. Giờ trước hết là câu số 1, viết tỷ số của A và B. Viết giờ như vậy là câu A thì người ta cho là A bằng 2 và B bằng 7, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu A chính. Tỷ số của 2 và 3 là chính là 2 chia 3, đúng không? Hay là mình nói là 2 phần 3 cũng được. Giờ tiếp theo câu B mình sẽ làm tương tự, đúng không? Câu B thì người ta cho A bằng 7 và B bằng 4. Như vậy mình nói là tỷ số của 7 và 4 này, đúng không? Chính là 7 chia cho 4. Hay mình nói là phân số nó 7 phần 4 cũng được nhé. Giờ tiếp theo câu C. Câu C người ta cho A bằng 6 và B bằng 2, đúng không? Như vậy là mình sẽ nói là tỷ số của 6 và 2 là chính là 6 chia 2, đúng không? 2 và 3 là mình nói là 6 phần 2 cũng được nha. Đúng nè. Giờ câu D tương tự thôi. Người ta cho câu D người ta cho A bằng 4 và B bằng 10. Tỷ số của 4 và 10 là chính là 4 chia cho 10. Hay là mình nói là 4 phần 10 cũng được. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 của em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 nha.
Giờ tiếp theo là câu số 2. Giờ trong hộp có 2 cây bút đỏ và 8 cây bút xanh. Câu ấy là người ta kêu mình quyết tỷ số của số bút đỏ và số bút xanh. Tỷ số chính là phải chia thôi đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu A chính. Tỷ số của bút đỏ và bút xanh là bút đỏ và bút xanh là bút đỏ và số bút xanh là chính là phép chia ha. Mình sẽ lấy hai chia bài, hai là phân số 2/8 cũng được nhé. Đúng. Câu B mình sẽ làm tương tự ha. Người ta kêu mình quyết tỷ số của số búp xanh và số búp đỏ nhé. Chính là 8 chia 2 đúng không? Hay là 8/2 cũng được nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 của em là có kết quả giống thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy và cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 người ta hỏi là cho một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái. Câu A người ta kêu mình quyết tỷ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ. Đúng không? Giờ trước hết mình sẽ đi tính tổng số bạn của cả tổ là thứ. Như vậy là mình sẽ lấy 5 bạn trai cộng cho 6 bạn gái sẽ là 11 bạn đúng không? Giờ sau đó mình sẽ làm câu A. Mình sẽ quyết tỷ số của số bạn trai và số bạn cả tổ nha. Như vậy mình sẽ lấy 5 chia cho 11 hay là 5/11 cũng được nhé. Giờ câu B mình sẽ làm tương tự thôi. Tỷ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ này. Như vậy chính là 6 chia cho 11 hay là 6/11 cũng được nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn xin. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng 1/4 số bò. Người ta hỏi là trên bãi đó có mấy con trâu. Đúng không? Như vậy là mình sẽ lấy 20 nhân cho 1/4. Giờ thầy sẽ làm câu số 4. Người ta hỏi là trên bãi đó có mấy con trâu thì mình trả lời là số trâu ở trên bãi cỏ là. Đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 20 nhân cho 1/4 nhé. Như vậy là 20 nhân 1/4 có nghĩa là 20 chia 4 sẽ bằng 5. Như vậy có 5 con nhé. Giờ đáp số.
Giờ như vậy đáp số sẽ nằm có đúng. Như vậy mình xong bài số 4. Giờ bài số 4 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và học sinh. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy gì dạng vậy thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy nên bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Linh. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.